Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Tình báo Nga chỉ rõ ba nước NATO hỗ trợ Ukraine tấn công tình kết. Báo điện tử Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan tình báo đối ngoại Liên bang Nga SVR cáo buộc ba quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO là Mỹ, Anh, Ba Lan đã hỗ trợ Ukraine lập kế hoạch và thực hiện cuộc tấn công vào tình kết của Nga, theo tờ Izvestia hôm ngày 21 tháng 8. Theo thông tin hiện có, hoạt động của lực lượng vũ trang Ukraine tại tình kết đã được chuẩn bị với sự tham gia của các cơ quan an ninh của Mỹ, Anh và Ba Lan, Izvestia dẫn tuyên bố của SVR. Theo SVR, các đơn vị Ukraine vượt biên giới vào đầu tháng này đã trải qua khóa huấn luyện tại Anh và Đức. Các cố vấn quân sự từ các nước NATO đang hỗ trợ điều phối các đơn vị xâm nhập và giúp Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây, SVR cáo buộc, thêm rằng NATO đã cung cấp cho Kiev dữ liệu vệ tinh về việc di chuyển của binh lính Nga. Trong khi đó, theo tờ The Times, nhật báo của Anh, một số binh lính Kiev tham gia chiến dịch Ukraine tấn công tình kết đã trải qua quá trình huấn luyện chiến đấu đô thị ở Anh. Binh lính Ukraine tấn công tình kết sử dụng nhiều vũ khí do phương Tây cung cấp, bao gồm xe bọc thép Stryker do Mỹ sản xuất và xe bọc thép Marder do Anh sản xuất. Mỹ, Anh và Ba Lan chưa lên tiếng về thông tin trên. Sáng ngày 6 tháng 8, nhóm binh sĩ Ukraine đầu tiên được trang bị vũ khí hạng nặng đã vượt qua biên giới Ukraine, Nga và tiến vào tình kết, đánh dấu cuộc tấn công lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến II. Theo Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, ông Oleksandr Shoigu, tính đến ngày 20 tháng 8, Ukraine đã chiếm được 1.263 km vuông lãnh thổ Nga và nắm quyền kiểm soát 93 khu định cư. Moscow đã sơ tán dân thường khỏi các khu vực bị ảnh hưởng và triển khai thêm lực lượng để đẩy lùi cuộc xâm nhập của Ukraine. Theo thông báo mới nhất từ Bộ Quốc phòng Nga, Kiev đã mất tới 350 binh lính và 25 xe bọc thép chỉ riêng tại kết trong ngày 20 tháng 8, theo đài RT. Nga triệu tập đại diện Mỹ liên quan vụ Ukraine tấn công tình kết. Thông tin từ báo điện tử Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 8, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập đại biện lâm thời Mỹ tại Nga Stephanie Holmes liên quan cáo buộc một công ty quân sự tư nhân Mỹ PMC dính líu vụ Ukraine tấn công tình kết, theo đài RT. PMC được gọi là nhóm quan sát tiền phương, trước đó đã đăng một bức ảnh trên nền tảng trên Instagram cho thấy các thành viên của PMC mặc đồ quân sự và cầm vũ khí, tuyên bố rằng họ đang tham gia vào cuộc tấn công của Kiev và khu vực biên giới của Nga. Ba người lính trong bức ảnh được nhìn thấy đeo băng tay màu xanh, loại băng thường được binh sĩ Ukraine đeo trên chiến trường. Theo Bộ Ngoại giao Nga, bức ảnh trên mâu thuẫn với tuyên bố của chính quyền Tổng thống Joe Biden rằng Washington không liên quan cuộc tấn công của Ukraine vào Nga. Bộ này nhấn mạnh rằng những hành động này thể hiện rõ Mỹ đã trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột và sự đồng lõa của nước này trong các kế hoạch của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Theo RT, đợt triệu tập đại diện Mỹ lần này cũng nhằm phản đối việc các nhà báo Mỹ xâm nhập trái phép vào lãnh thổ Nga để đưa tin về cuộc tấn công của Ukraine ở Kherson. Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc rằng các nhà báo này đã xâm nhập trái phép vào kết để tuyên truyền về tội ác của chính quyền Kiev. Nga đặc biệt nhấn mạnh rằng công dân Mỹ liên quan cuộc tấn công của Ukraine ở kết sẽ phải đối mặt với các hành động điều tra cần thiết của các cơ quan có thẩm quyền theo Bộ Luật Hình sự của Liên bang Nga để đảm bảo họ phải chịu trách nhiệm, theo Bộ Ngoại giao Nga. Tất cả các chuyên gia hoặc lính đánh thuê nước ngoài vượt biên trái phép vào Nga sẽ tự động bị coi là mục tiêu quân sự hợp pháp của lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Bộ cảnh báo đại diện Hormes. Mỹ chưa lên tiếng về thông tin trên. Nga điều lực lượng hàng không vũ trụ bảo vệ kết, giáng đòn mạnh vào Ukraine. Tờ Important Story của Nga trích dẫn các nguồn thạo tin cho biết, một trung đoàn súng trường cơ giới của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã được triển khai đến kết, khu vực giáp ranh với vùng Sumy của Ukraine. Đơn vị này được thành lập vào tháng 5 và tháng 6 năm 2024, bao gồm nhân sự từ các công ty an ninh và hậu cần, kỹ sư, thợ máy, một số sĩ quan và quân nhân từ một cảng vũ trụ của Nga. Ngoài ra còn có nhân sự từ các căn cứ đặc biệt của lực lượng hàng không vũ trụ và các trạm radar ở vùng Voronezh của Nga. Những người này trước đây từng điều hành lực lượng răn đe hạt nhân của Nga. Theo Important Story, trung đoàn trên đã được giao nhiệm vụ đẩy lùi quân đội Ukraine sau khi Kiev tiến hành một cuộc đột kích xuyên biên giới vào ngày 6 tháng 8 tại Kherson.
trong bản phân tích mới nhất về tình hình xung đột, Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cho rằng cuộc tấn công kết buộc Nga phải tái triển khai quân đội từ tiền tuyến ở Ukraine đến bảo vệ biên giới. Theo ESW, nhiều khả năng các giai đoạn giao tranh tiếp theo trong lãnh thổ Nga sẽ đòi hỏi Moscow phải dành nhiều nguồn lực hơn cho khu vực này. ESW đã trích dẫn một số thông tin từ Wall Street Journal cho biết Moscow đã điều khoảng 5.000 nhân sự từ Ukraine đến Kherson tính đến ngày 13 tháng 8. Theo ESW, số lượng nhân lực và vật lực mà Nga cần điều động tới Kherson sẽ phụ thuộc vào mức độ tấn công của quân đội Ukraine nhằm giành quyền kiểm soát các khu định cư mới. Nga quyết chiến đến cùng. Tính chất rủi ro của canh bạc này được nêu bật vào cuối tuần qua khi chính quyền thành phố Porov, miền đông Ukraine kêu gọi người dân đẩy nhanh tiến độ sơ tán trong bối cảnh quân đội Nga tiến gần đến nơi đây sau nhiều tháng giao tranh dữ dội. Trong thông báo đăng tải trên Telegram, ông Serhiy Dobryat, người đứng đầu chính quyền quân sự ở Porov cho biết đối phương đang nhanh chóng tiếp cận vùng ngoại ô thành phố Porov. Họ chỉ cách vùng ngoại ô khoảng 10 km và tình hình đang trở nên tồi tệ hơn. Lời cảnh báo của ông Dobryat là bằng chứng cho thấy Nga không hề giảm tần suất các cuộc tấn công vào những khu vực khác của Ukraine bất chấp chiến dịch xâm nhập biên giới mà Kiev thực hiện trong gần 2 tuần qua. Ngày 18 tháng 8, Nga cũng tuyên bố đã giành quyền kiểm soát ngôi làng Severodonetsk ở Donetsk nhờ các hoạt động tích cực. Các đơn vị của nhóm The Center đã giải phóng khu định cư Severodonetsk tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Các lực lượng khác cũng đang cải thiện vị trí dọc theo chiến tuyến, Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ. Trong nhiều tháng qua, Nga đã cố gắng gây áp lực cho các hệ thống phòng thủ của Ukraine trên toàn bộ chiến tuyến, nỗ lực giành thật nhiều vùng lãnh thổ trước khi tân binh Ukraine và các lô vũ khí mới do phương Tây tài trợ được triển khai trên chiến trường. Những thành quả mà Nga đạt được khá ít ỏi khi tiền tuyến hầu như không chuyển dịch. Trong bước tiến của Moscow về phía Porov đã khiến Ukraine và các nước phương Tây lo lắng. Nếu chiếm được Porov, Nga sẽ tiến gần hơn đến mục tiêu chiếm toàn bộ các khu vực Luhansk và Donetsk ở miền đông Ukraine. Phát biểu với truyền thông, ông Serhiy Sihelhovsky, sĩ quan thuộc lữ đoàn bộ binh cơ giới số 59 của Ukraine cho biết, cuộc đột kích của Ukraine vào biên giới Nga không làm giảm các cuộc tấn công của Moscow vào khu vực Donetsk. Nỗ lực tiến công của Nga không dừng lại dù chỉ trong một phút và các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn suốt ngày đêm. Ông Serhiy Sihelhovsky nói, sau khi phải đối mặt với cuộc đột kích bất ngờ ở khu vực kết, Nga dường như đang cố gắng làm mọi thứ để đạt được thành công ở một nơi nào đó, quan chức này nhấn mạnh. Báo Anh nêu thực trạng cục diện chiến trường Nga-Ukraine. Theo nhật báo Guardian, quân đội Ukraine đang tiến thêm 2 dặm mỗi ngày ở tỉnh Kherson, nhưng quân đội Nga gần Porov cũng đang tiến về phía trước, di chuyển nhanh hơn nhiều, kiểm soát 3 dặm mỗi ngày. Nhật báo Guardian của Anh phân tích quân đội Ukraine đang tiến 2 dặm 3,2 km mỗi ngày ở tỉnh Kherson của Nga, trong khi mất 3 dặm lãnh thổ 4,8 km ở gần Porov. Như vậy, Kiev không thể tìm được sự cân bằng giữa thành quả chiếm giữ lãnh thổ tỉnh Kherson và mất đất ở Donbass. Guardian dẫn tuyên bố của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine VSU Oleksandr Sersky đánh giá VSU đang tiến thêm 2 dặm mỗi ngày ở tỉnh Kherson, nhưng quân đội Nga gần Porov cũng đang tiến về phía trước, di chuyển nhanh hơn nhiều, kiểm soát 3 dặm mỗi ngày. Ngoài ra, nỗ lực của Ukraine nhằm buộc Bộ Chỉ huy Nga rút một số đơn vị khỏi Donbass đã thất bại. Theo các chuyên gia phương Tây, Ukraine sẽ không thể giữ lãnh thổ đã chiếm được ở tỉnh Kherson và sau một thời gian, quân đội Nga sẽ đánh bật VSU ra khỏi khu vực hoặc họ sẽ tự phải rút lui. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!